ở trong cái thời cuộc này nè, kiếp nạn nhiều là giống như cái quán thân trái chủ đang nó nổi bật lên mạnh lắm, giống như cái người chết mà chưa siêu nó nhiều quá, nên cái cảnh trời bây giờ mưa gió thất thường, thay đổi thời tiết, làm ăn khó khăn mọi mặt. Quý vị thấy phải là con người chúng ta càng ngày càng khổ không, đúng không? Nhìn á, mình nhìn thì cái xã hội này giống như càng ngày nó càng phát triển, nhưng mà con người lại càng ngày càng khổ, phải không? Mà con người càng ngày càng tạo nghiệp nhiều, con người ta càng ngày càng tạo nghiệp cho nhiều, thì tạo nghiệp nhiều khổ nhiều đó. Tạo nghiệp nhiều khổ nhiều thôi đó. Từ nơi đó mà mình được đi chùa, mình được nghe đạo, rồi mình đem Phật Pháp về về nhà mình áp dụng, rồi nhiều người phương xa đi đến đây, mình đặt máy nghe Pháp, máy niệm Phật, rồi mình cầm về mình tặng cho ông bà cha mẹ của mình. Những đức thấy cái việc này ý nghĩa dữ lắm quý vị. Đặt máy nghe Pháp, máy niệm Phật, mình đem về mình tặng cho ông bà cha mẹ của mình. Con đi cái chuyến này, con đi đến chùa, con đặt hai chiếc máy nghe Pháp này, con cho ba ăn cái, con cho mẹ ăn cái, hoặc là cha mẹ hai bên, tùy mình có điều kiện, mình đặt máy nghe Pháp, máy niệm Phật. Nè, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật nè, thấy không? Tại sao mà những đức lúc nào giảng cũng đeo máy niệm Phật hết trơn vậy? Để dạy bị đeo máy niệm Phật, lúc nào cũng đeo máy niệm Phật hết trơn á. Nó bây giờ như đứa hỏi quý vị nè, thí dụ hay không, quý vị được ngồi ở đây thấy quý vị nghe Pháp được đúng không? Nhưng mà người ta bên ngoài giờ này nghe Pháp khó lắm đó, nên rõ ràng chưa, nên mình á nhanh tay nhanh chân á mà mình nói chứ cái cõi thế gian này mình cũng phải được trước một chút chứ. Bây giờ nếu mình là Phật Bồ Tát thì mình hy sinh sao cũng được chứ. Ý những đứa muốn nói cho quý vị nghe, bây giờ quý vị nói bây giờ tôi hy sinh vì gia đình tôi để lo cho gia đình tôi cuộc sống, tôi tạo nghiệp sao cũng được, bậy. Hy sinh này là hy sinh mù quáng, vì cái cơm ăn áo bận mà mình tạo bao nhiêu cái nghiệp chướng cho gia đình của mình để mình đi đọa lạc hả? Họ có cứu mình được không? Mình đi đọa lạc ai cứu mình? Chồng cứu được không? Chồng nó tạo nghiệp nó bỏ thêm xuống, mỗi khi mà mình chết nó sát sanh hại vật nó xả thêm, rồi mỗi năm đám giỗ nó xả thêm nó. Ai mà cứu được mình đây? Mưa gì đó mà gặp cúp điện là chịu thua luôn, đúng không? Chút có chừng cúp điện bây giờ, lo tranh thủ nói đi. Mưa gió kiểu này mà, hiểu không? Mà cúp điện là chịu thua. Cúp điện là ông thầy ông ngồi đây ông nói làm nè, có nói được gì đâu, hiểu không? Đó, mình nói trước đi, lỡ cúp Phật tử nói ô thầy vừa nói có liền, không có là thôi. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng cái cõi này mà cái hy sinh mù quáng để mình đi đọa lạc vậy, ít gì mình phải có một chút vốn để có chỗ đi về, đúng không? Trời ơi, nói nghe, vợ chồng con cái gặp nhau là duyên nợ, chứ khi mà hết duyên hết nợ là đường ai nấy đi. Vậy mà mình không lo tu, không lo tu là khờ lắm nghe. Giỡn đâu, không lo tu là khờ lắm á. Bây giờ nhà Đức hỏi vị nè, khi chúng ta chết rồi chờ người ta siêu độ hả? Ồ, chuyện này không chắc ăn. Trời ơi, khi mà mình mà chết đi mà chờ người ta siêu độ, biết rằng là cái đề học là cầu siêu độ cho người thân bằng cách nào. Nhưng mà quý vị biết cách, nhưng mà quý vị nè đang tu nè, bản thân của mình được bao nhiêu đó, bây giờ chờ để độ người ta, bản thân mình chờ như người ta hả? Không có được đâu, phải lo trước, phải lo trước, đúng không? Nó
mỗi ngày mua gánh bán bưng, lo chồng lo con, lo vợ lo con, nhưng mà phải lo niệm Phật, phải lo niệm Phật thôi. Bây giờ những người mà người ta ở dưới quê, người ta đi lên đây, có nhiều người ở miền quê, người ta tay lắm chân bùn đó. Người ta làm việc, quý vị biết rằng có những người mà người ta mà trồng đồ đồ này kia, mà tới khi thu hoạch không bán được luôn, không bán được luôn đó quý vị. Mà bây giờ nhiều người ta gặp như Đức, ta nói rằng là trồng ra xong bây giờ bán ế mà rẻ rề. Có cô gặp như Đức, cô nói nè: thầy ơi, bơ mà để cho rụng bỏ, tại vì bẻ mà đi bán nó quá rẻ, nó không đủ cái công. Quý vị thấy không, khổ chưa? Nhưng mà những Đức nói á, phải nhiều người biết Phật pháp. Mà thường đi đến chùa mình, những Đức thấy quý vị không có tệ nghe, dù cỡ nào cỡ chứ không đến nỗi khổ quá nghe quý vị. Thấy rõ ràng nó đúng là cái người học Phật không có tệ quý vị ơi. Tại vì cái người niệm Phật, cái người tu hành, họ biết tu phước tu duyên. Dù cho là cái xã hội mình làm ăn có được, nhưng mà cái người này họ có phước, họ không có đi xuống. Như những Đức thấy chùa mình có đi xuống đâu. Rõ ràng luôn quý vị, hiểu không? Chùa nó không có đi xuống đó. Những Đức thấy nhiều Phật tử người ta ở xa ghê, mà người ta gặp những Đức mà người ta đưa tiền người ta cúng, mà thấy người ta cúng cũng nhiều ghê á. Mình nói trời ơi, đi xa vậy đó mà tiền xe tiền cộ làm sao mà còn cúng dường đồ được quý vị. Họ nói rằng: yên tâm thầy, năm nay làm ăn được lắm. Ngộ không? Nhà Đức hỏi: ở nhà có nghe pháp không? Ồ, hai thờ đều rang, thêm mấy buổi phiến mãi nữa. Đó, thấy chưa? Mà những người vậy không có tệ vậy, cái tâm trạng đặc biệt lắm kìa. Gặp họ là ồ, cái tâm trạng đặc biệt lắm. Đó, vậy thấy không? Như nhiều đoàn những Đức gặp rõ ràng luôn. Đó, nên những Đức nói rằng quý vị à, dù là người ta làm ăn không được, mà mình có phước mình cũng không có tệ đâu. Nó lạ, mình làm gì cũng được chứ á, buôn bán cái gì cũng được. Nó ngộ lắm, tại vì có phước, có phước thì có phần à. À, có phước thì có phần. Nên những Đức nói rằng nhìn từ cái đám mưa mình cũng rút kinh nghiệm. Bây giờ kẹt quá thôi, nên mình mới ở cái chỗ nào mà mình nghe không được rồi mình lụp chụp mưa gió. Chứ tôi nói thiệt, trong cái cõi đời này mà kêu tôi hy sinh để mà gọi là tôi không tu được, thôi thôi, tôi không dám hy sinh nữa. Nên ở đâu tôi cố gắng tôi tu rồi, tôi không có gì cái lý do gì mà tôi không tu được hết chứ. Trời ơi, nghĩ tới cái chuyện vô thường đến mà nằm đó mà gì nè. Thôi tôi không ham mà thấy ghê quá. Nghĩ tới cái chuyện mà đọa tam đồ ác đạo thấy ghê quý vị ơi. Trời ơi, con người sống chúng ta bao nhiêu đây, bao nhiêu con người chết mà gặp mưa gió kiểu này, mà hương linh mà đứng ở ngoài mưa chắc cũng thê thảm lắm quý vị ơi, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà mình thấy cái cảnh giới của cõi ta bà này, nếu mà chúng ta mà có thiên nhãn chúng ta nhìn đầy, chắc mưa cái này chạy vô chắc cũng bám đầy người quý vị, nhiều lắm quý vị ơi. Nhiều lắm. Nhiều lắm đó. Nên từ nơi đó mà mình đi đến đây, mình niệm thêm câu Phật hiệu cho người ta, hiểu không? Rồi tuy mưa gì nhưng mà tối đêm nay lễ Quan Âm coi chừng coi chừng sao ai biết, hiểu không? Nó bây giờ mình cứ vô chương trình lễ là ầm ầm thì những Đức cũng ngoài mưa đó. Cái lễ Quan Âm là những Đức cũng ngoài đó đó, chứ không phải là trong đây đâu. Nó nên nó lễ ầm ầm luôn. Khi lễ á, nhiệt tình hết mình, đừng có nghĩ rằng là bữa nay bữa đầu của gì chứ, nghĩa là bốn bữa đều là hừng hực cái tâm lực, chứ đừng có nghĩ bữa nay là bữa đầu thôi, ru đây từ từ coi mệt quá. Mình á, lại quen rồi, hiểu không? Nó cứ lễ hết mình, hết lòng, hết dạ đi. Nó,
Mình cái chuyến mình đi được 4 ngày mà bây giờ là chắc là giải quyết xong chuyện nhà hết rồi đúng không? Vô đây là rồi là thấy không? Thầy trò là đánh chặn tới cùng luôn. Còn Nhân Đức là còn bao nhiêu sức lực là làm láng hết luôn, sạch rồi, hết sức luôn. Mình phải nhiệt tình mới được. Cái người mà về cực lạc là cái người phải nhiệt tình hết mình, thấy không? Yên tâm đi, chúng ta sẽ về cực lạc gặp nhau vậy thôi à. Hiểu không? Nên bây giờ là mình ở đây là mình phải nhiệt tình hết mình, hết lòng, hết dạ để mà tu hành mới được. Nó năm nay còn nhiều chương trình dài dài, dài dài luôn. Nó bây giờ quý vị coi nè, Du Lan là 3 ngày đó. Hồi sáng mình thông báo rồi đó nghe. Mà ngay 3 ngày lễ nghỉ, đặc biệt với những đứa nắm bắt cơ hội. Nó rồi 19 tháng 9 nè là 4 ngày luôn. Mà 19 tháng 9 này nghe là những đức sẽ cố gắng, những đức đặt chiếc máy nghe pháp cái mẫu mới nhất tặng quý vị. Máy nghe pháp luôn, làm lại cái thể nhớ lại, mà hổm giờ giảng nhiều lắm rồi. Nó rồi làm chiếc máy nghe pháp nó nhỏ gọn, nó bự hơn chiếc máy này mà nó mới ra, hay lắm. Nó làm máy đó đó. Kệ đi, bây giờ có tiền làm pháp thí. Mà Phật tử mà về á nghe, mình tu tập mình nhà chùa tặng món quà quý lắm mấy vị, thấy không? Quý lắm. Hiểu không? Nó nên nó món quà nhà chùa tặng mà. Nên bây giờ mình đi là mình chuẩn bị 19 tháng 9 liền. Chuẩn bị. Nên tất cả trưởng đoàn là báo cho mấy người đi chung. Sắp xếp đi nghe. Du Lan, thầy tổ chức 19 tháng 9. Du Lan còn có 1 tháng nữa à. Còn có 1 tháng, bữa nay 17 phải không? Đúng, còn 1 tháng nữa là ngay Du Lan luôn. Nó 17 tháng 7. Nên từ nơi đó mà Du Lan là ngày rằm tháng 7 mà 3 ngày chùa mình tổ chức, vừa niệm Phật vừa nghe pháp đồ này kia mà 3 ngày xuyên suốt, nó ý nghĩa dữ lắm quý vị. Ô nghe chưa ạ? Quá ý nghĩa luôn. Không mà bây giờ quý vị coi, những đứa còn sức khỏe cố gắng nắm bắt cơ hội này đi, chứ mai mốt lớn tuổi càng ngày càng già nó yếu. Nhưng mà già cũng còn lâu lắm đúng không? Mà thật sự quý vị, trong cái cõi này á, nó có nhiều cái trở ngại lắm. Bây giờ mình làm được làm đi, đừng có nói già gì. Trời ơi, trong cái cõi này ai mà biết được ngày mai thì sao? Không ai mà biết được chàng. Chàng đó. Nên mình bây giờ mà mình phải làm sao mà mình nỗ lực cái việc tu phước tu duyên lên, mạnh lên. Rồi khiếm thị mà người ở xa đi không được rồi, người gần gần này, mấy bà trưởng đoàn quen mặt này, phát động chương trình lên, làm tới cuộc đời cho nó có ý nghĩa, đúng không? Mai mốt mà khi mình cặn tử nghiệp nghe, mà mình ngồi mình đứng mình làm vậy nè, vừa bụng cuộc đời quá, đến đây vừa bụng quá, toàn làm việc ý nghĩa không à. Nhưng mà có những đức dẫn đầu là bị yên tâm đi, thấy không? Dẫn đầu làm thiện làm tốt, mà đặc biệt là nó có trụ xứ một nơi, nó không có dẫn đi lang thang, thấy không? Những đức đâu có đi lang thang đâu, nó vậy là thấy yên, thấy không? Thấy yên nhất là ở một nơi. Nó mà bây giờ chùa mình làm như cái duyên ca sĩ đến rồi quý vị ơi. Này là tự duyên đến nghe quý vị. Nó hỏi kệ đi, cái gì nó cũng có cái hay của nó chứ, hiểu không? Có một hai điểm mình không cần thiết phải suy nghĩ tới,
hiểu không? Mình chỉ cần làm sao mà mang tâm tỳ hỷ được rồi, là hay nhất à. Nhân vô thập toàn, con người tu mình mà còn chưa tròn vẹn mà. Nói vậy là hiểu rồi, hiểu không? Cái gì mà tôi chịu được thì mấy người chịu được, hiểu không? Cái gì mà tôi không biết, biết mà như không biết, vậy thì mấy người cũng y rang vậy đi. Hiểu không? Đó, vậy đó mới đặc biệt đó nghe. Nên từ nơi đó biết đâu cái duyên của mình nó tự đến, duyên mà. Nên chúng ta cứ nỗ lực vì chúng sanh đi. Nó, có khi mà người ta đến người ta hát vài bản, nhưng mà có nhiều người người ta thích lắm á. Không giỡn đâu, người ta thích nghe ca sĩ hát. Đó, với một là cái nhân duyên nó đã đến, thì mình nỗ lực mình làm hết mình. Nó, nên quý vị à, cuộc đời của người mình mấy chục năm nó ngắn ngủi, nhưng Đức cứ nói câu này, để quý vị siêng mà lo tu đi. Nó, siêng tu, nhiệt tình, hết lòng, dù là gặp trở ngại gì cũng phải tu. Bữa 20 bắt đầu là ở bên hộ pháp có tặng tượng Phật đó. Bây giờ là nhiều người á, lễ Quan Âm đồ này kia mà tối đêm đó về sáng cái là sao, là những đứa thông báo tặng tượng Phật cho quý vị. Nên sẵn dịp đi đến đây thỉnh tượng Phật đi. Về nhà có ngôi Tam Bảo nghe, rồi mỗi ngày có thời khóa tu. Sau này những đứa tính nè, những đứa làm cái đèn bông sen á, những đứa chia sẻ một công đoạn cho Cửu Huyền Thất Tổ làm cái đèn bông sen lại, để như là bàn thờ, để mà mỗi ngày bật cái đoạn mà giảng cho Cửu Huyền Thất Tổ nghe. Thằng nghĩ là hay quý vị. Cứ khi mình mà để máy niệm Phật không, có khi Cửu Huyền Thất Tổ mình cũng không biết. Nên mình giảng một công đoạn cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà mà hương linh chưa siêu ở trên bàn thờ á, cho nghe. Nghe hoài vậy rồi bắt niệm Phật, thấy không? Vậy nó hay đó quý vị, đúng không? Cái đèn bông sen như Đức đang làm lại, giảm bớt những điều niệm Phật lại đi, vài ba điệu thôi. Mình cài những cái công đoạn mà giảng cho chư hương linh Cửu Huyền Thất Tổ đồ nghe, để Cửu Huyền Thất Tổ người ta nghe được là mình nói tới người ta, hiểu không? À, cuộc đời mình á, mình hướng đến độ người sống, mà mình cũng phải hướng độ người chết. Cái tâm đó là chư hương linh đã ấm áp lắm. Quý vị coi như phụ nữ ngồi đây đông gì, nhiều bà này cũng phá thai lắm nè, chứ không giỡn đâu, đông lắm á. Đó, nhìn thấy cái chán có chữ phá thai rồi đó. Ờ, chứ không có giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó mà thôi, bây giờ quan gia nên giải đi, quá giải cái tâm báo thù đi. Giống như những đứa kể câu chuyện á, giết một con cá thôi, giờ xong á, niệm Phật á, con cá này tái sinh làm người, sau này là một vị tướng. Còn ông này tu, tiếp tục tu là một bậc cao tăng đắc đạo. Vậy mà ông biết bữa đó là vị tướng quân này đi ngang ngôi chùa sẽ vô cầm kiếm vô để giết ông. Sau ông tập trung đồ chúng đâu lợi hết. Khi mà ông đang giảng pháp, ông nói tạm ngưng, vị tướng quân nó đi thẳng vô cầm kiếm đó để chuẩn bị đâm ông hòa thượng này. Hòa thượng nói phan. Ông kể ra câu chuyện giữa ông và vị tướng này cho nghe. Ông giết tôi xong, tôi đi giảng sanh, tôi trả nợ. Người tu hành không mê trong nhân quả. Nhưng ông nhớ, khi ông giết tôi xong mà mang cái tâm này là ông đi đọa lạc. Ghê chưa? Đi, ông đi đọa lạc. Khi nghe xong rồi thì cái vị tướng quân này buông cái kiếm xuống, không giết. Nếu giờ tôi giết ông mà tôi đi đọa lạc thì giết làm chi? Không giết mà còn quỳ xuống xin được xuất gia. Thấy hay không? Xong vị hòa thượng này chứng minh cho xuất gia. Xong vị hòa thượng này ngồi nhập niết bàn, giảng sanh luôn, giao chùa lại cho ông tướng quân này. Rồi ông tướng quân này từ đó về sau coi chùa làm chủ trì và niệm Phật. Sau cuối cùng vị tướng quân này cũng giảng sanh. Thì thấy không?
Bởi vì quan gia trái chủ mà đi theo mình nghe gì cái nói ồ tờ ơi, vì tôi theo cái bà này bao nhiêu mùa nay, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu đời rồi, mà bây giờ mà tôi theo bảo hoàng vậy là tôi khổ quá trời rồi. Vậy thì bây giờ thôi, khỏi đòi nợ nó đi, để nương vào bổ nguyện của Phật để cầu sanh cực lạc, vứt cái rồi đi, nó đeo đẳng hoài. Bây giờ tôi giết bả một cái thì tôi cũng đi đọa lạc, bây giờ tôi đòi nợ vậy hả hiền chút cái tâm, nhưng mà cũng đi đọa lạc à, được cái gì? Thôi buông xuống, buông xuống cái tâm báo thù đi, đúng không? Đó, nhờ nghe pháp tự nhiên ta ngồi ta suy nghĩ, hương linh ta cũng suy nghĩ nghe, người ta đang trong người bị trên vai vì ta đang suy nghĩ đó, ta nghe gì cái suy nghĩ đó, nghe ông thầy nói cũng đúng, hương linh suy nghĩ mặt ngộ lắm. Hiểu chưa? Ôi lên suy nghĩ mặt kỳ cục lắm. Thôi quyết định nè, buông xuống, buông xuống tâm báo thù. Thấy không? Ở đây niệm Phật, chùa rộng bao la, ở đây niệm Phật, đi theo cái bà này hoài mệt quá, hiểu không? Đó, khổ quá. Ở đây mỗi ngày nghe câu Phật hiệu niệm Phật đi, rồi á ngày nào cũng có cúng đi thực cho dùng, ngon quá. Theo bả làm chi, lang thang theo khổ muốn chết, để chờ cơ hội chừng nào bả hết phước mới quậy được, hiểu không? Đó, bây giờ nghe gì cái nghe, con người sống cũng buông cái tâm hận thù. Bây giờ ở đây còn ai buồn ai không, đưa tay lên coi, có ai buồn ai không, đưa tay coi. Ồ, vậy là hay quá. Nguyên cái vàng này mà không ai buồn ai chứ hả? Ở đây có bà nào buồn chồng không, đưa tay coi. Có một bà. Còn có ông nào buồn vợ không, đưa tay coi. Nên á, thôi quý vị ơi, người chết người ta còn khuyên đây, mà người sống mà không chịu nghe nó thôi vừa tội rồi, hiểu không? Chấp cái ngã làm gì? Mình buồn người ta mình khổ, buồn lâu khổ lâu, buồn mau khổ mau, không buồn thì vui, hiểu không? Người ta đâu phải là mình đâu mà mình kêu người ta vừa bụng mình. Mình có cái nghĩ gì người ta có nghĩ khác. Mình thì thích màu xanh mà người ta thích màu trắng. Mình thích màu đỏ mà có những bà thích màu vàng. Đâu phải là mình thích cái gì người ta, mình bắt người ta phải thích cái đó được đâu. Thôi khỏi giận nó đi, mệt quá, hiểu không? Nó buông xuống đi, hiểu không? Buông xuống đi. Bây giờ chúng ta phát cái nguyện cho mạnh, để đời này chúng ta phải về thế giới cực lạc. Phát cho mạnh. Giờ này đang mưa ở ngoài lớn nè, sẵn phát nguyện luôn. Ai mà phát mà hiu hiu là có chừng sấm sét, hiểu chưa? Sẵn mưa gió, thấy không? Phát nguyện cho mạnh luôn, nó để mà đời này phải về cực lạc thôi, không nói vòng vo chứ. Mà muốn về cực lạc, đã mình là người dân ở cực lạc mà bây giờ mình buồn giận người ta để trong tâm, vậy là mình hãy hỏi lại lương tâm mình đi, hiểu không? Bây giờ quen biết nhau tính tình sao kệ, có khi ngồi kế bên mà bằng mặt không bằng lòng nó cũng có nữa, hiểu không? Khi ngồi kế bên mà bằng mặt không bằng lòng không, mà có sẵn nhân đức ngồi đây á, kiểu mà không bằng lòng á, lấy tay làm nè, chọt 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 cái nó làm gì vậy? Là lúc đó nó đang giải nghiệp,
nó giải nghiệp rồi nó thương với nhau thấy ghê lắm mấy vị ơi. Ừ. Đúng không? Khi mà nó buồn á nghe, quý vị nhớ không? Nhìn Đức từng kể câu chuyện không? Cái bà đó mà bà đẻ cho chồng bà là 8 đứa con, mà bà nói là chồng bà đánh bà rất nhiều lần. Nhìn Đức nói ủa, nó đánh nhiều lần vậy mà đẻ 8 đứa con dữ vậy? Cái này lạ, phải chứ nó thương nhiều, nó không có đánh thì mới đẻ nhiều. Con này nó đánh hoài mà sao đẻ? Bà nói là mỗi lần nó đánh xong là giải quà. Nó đánh là giải quà, nó nghĩa là nó tìm mọi cách phải giải quà. Mà có không? Có bà. Thấy chưa? Thấy không? Phải không? Mà khi đánh xong là bắt đầu nó mua bánh, mua kẹo, rồi mua thuốc, rồi mua dầu thơm, mua quà. Mà thường là bị đánh xong là ưa được quà lắm. Hiểu không? Rồi nó tặng xong, rồi nó tặng xong bắt đầu là một em ra đời. Nó lạ kỳ ghê. Bà nói tờ ơi, bị đánh te tua vậy đó thầy ơi, mà cũng chịu hết 8 đứa đẻ. Thấy không? Ghê không? Cái cõi này thấy kinh chưa? Rồi xong những đứa hỏi bà bây giờ cái tâm cầu sanh cực lạc của bà mạnh chưa? Bà nói con nói thiệt với thầy, bây giờ là con quyết chí đời này con phải niệm Phật về cực lạc thôi. Vì thầy à, con sống trong cái cảnh đó mà con thấy cũng giả quá. À, có khi con á, bây giờ con hiểu rồi, thôi cũng tha thứ hết. Nhưng mà thật sự cảm thấy rằng nó cũng khổ quá. Quà xong cái vài bữa cái cự nữa, la nữa, chữ nữa. Rồi có khi mình tức quá mình cự lại nó tán vô mặt. Xong cái nó lỡ nó năn nỉ, cái nó lấy cái tay nó vuốt vô mặt thôi mà. Đừng có buồn nghe. Hồi nãy anh tức một chút vậy thôi chứ. Chứ anh thương tục tưng tục tưng tục tưng. Tụ là tờ. Nó làm vậy sao chịu nổi? Mà mình là phụ nữ mà. Tuy tức là tức vậy chứ nó mau xuống dữ lắm. Ờ. À. Xong là bắt đầu là dịu xuống liền à. Ờ. À. Ngộ ghê. À, ghê không? Nhưng mà xong rồi vẫn ngồi cảm thấy trong lòng buồn. Thật sự cũng buồn quý vị. Buồn sao cuộc đời của mình giống như một con rối vậy đó. Nó cứ quay vòng vòng. Rồi có khi sống với những người chồng mà có khi hổn á. Chửi mình mà chửi luôn cha mẹ mình. Trong lòng thấy buồn ghê. Nhưng mà giờ nó lỡ nó năn nỉ nó làm vậy rồi, không lẽ mình không tha thứ? Thật sự mình cũng nặng tình cảm. Thì nó lỡ nó thương yêu rồi nó năn nỉ. Rồi bây giờ mà năn nỉ thì phải nói ngọt thôi, nói đủ cách. Thôi anh hứa kỳ sau anh đánh nhẹ. Nó hứa đánh nhẹ. Nói trời ơi trời, thôi đừng có đánh giùm tôi nghe. Anh hứa mà kỳ sau anh đánh nhẹ. Thấy khổ ghê không? Bởi vì trong 48 lời nguyện có một lời nguyện dành cho phái nữ: nhàm chán thân nữ. Đúng không? Thấy chưa? Nên những đức nói mấy cái cô mà trẻ trẻ mà chưa có chồng, phải chẳng thì mình chọn con đường cho nó chắc ăn. Thấy không? Bị hổm nghe con bé đó, những đức trong cái lớp đệ tử quy á, những đức dạy nó quý vị. Lúc trước nói nó đâu có nghe đâu. Xong rồi năm đâu 19 tuổi gì nó về nó có gia đình. Rồi 3-4 năm nè, bây giờ nó chở vô chùa lại. Nó ngồi nó kể những đức nghe. Đúng là thê thảm thiệt. Nó kể nó nói ba mẹ của nó gả cho thằng này. Mà thằng này thì lượt cấp nó lỡ cưới á, là không có nhìn kỹ. Nó bị súng răng. Ba cái răng cửa của nó gụng. Mà nó gụng phân nửa răng à. Rồi nó lỡ tiệm răng nó hàn lại. Nó chấm thì sao? Cái răng dính lại. Không? Rồi nó về sống vài bữa. Cái tự nhiên nó nhậu làm sao? Rớt ba cái răng ra. Rồi bây giờ cũng gạo nấu thành cơm mà còn cái gì? Mà nó kể gặp ngay thằng chồng quá ở dơ. Thằng này nó quá ở dơ.
Có nghĩa là ba cái răng nó đen thui, mà bằng đêm nó ăn uống xong mà thịt thà, rồi da gà, da vịt nó dính vô, nó sảm vô, mà nó không đánh răng gì hết trơn. Rồi nó nhậu gì bắt đầu là răng rụng mà đen thui vậy. Mà con nhỏ này nói là sống mà nó tàn tạ dung nhan, nó nói là con không muốn ăn diện gì luôn. Tại vì chồng con thấy ghê quá, con ăn diện hoài cũng làm gì vậy. Vậy đó mà nó nói rằng là tao thầy ơi con chịu không nổi luôn. Biết rằng là sống với chồng cũng quen hơi chồng mà con chịu không nổi cái hơi. Quá ở dơ. Đến nỗi mà tao ơi là tao gì đâu mà nó mà nó người cơ thể nó mà giống như hai cái cánh á. Hai cái cánh mà tội nó để tóc dài cái gì nè. Rồi đắt mà nó bám cục. Vậy nó mà nó đi nhậu về nó lấy nó áp vô lỗ mũi con. Rồi găng nó thì gụng ba cái đen thui mà nó cạp. Thầy con coi nè, nó nghe thầy coi con. Thầy coi con có 22 tuổi thôi mà con già còn hơn thầy. Kinh khủng không? Già chát luôn trời, trong khi mà đứa nhỏ này hồi xưa mình dạy nó, mà bây giờ nó già vậy đó. Giờ có đứa con nó nên nó. Nó trong cuộc đời mình có phước thì mình gặp người có phước. Thôi dù còn con gái cố gắng ăn chay niệm Phật, niệm Phật tu hành đi. Nếu cái duyên nợ mình còn có gia đình nó cũng gặp người đàng hoàng. Vì cái phước nó dẫn dắt cái người tốt đến với mình. Chứ nó mà thiếu phước rồi tàu ơi nó gặp cô hồn các đảng. Mình những đức nói bây giờ khó lắm. Bây giờ thanh niên bây giờ nó ít lo làm ăn. Nhớ không? Nó nên từ nơi đó mà khổ dữ lắm quý vị ơi. Bây giờ những cô mà có chồng mấy cô biết rõ ràng. Nó bây giờ những đức hỏi mấy cô nó bây giờ chăng thật chúng này, bây giờ những đức hỏi chăng thật mấy cô này. Mấy cô sống trong cuộc đời này cái khổ đau á. Ai mà sống trong cuộc đời này mà khổ nhiều hơn vui đó mấy cô đưa tay lên coi. Thôi để tay xuống đi. Thấy chưa? Đa vần thấy không? Nếu mà tính ra cái khổ cuộc đời là nó khổ nhiều hơn vui. Mà quý vị công nhận là từ khi mình nghe Phật Pháp tới giờ mình mới thấy là vui nhiều hơn khổ. Đúng quý vị? Đúng không? Chính bản thân những đức từ khi học Phật tới giờ mới vui nhiều. Chứ lúc trước những đức khổ lắm quý vị ơi. Nên những đức khuyên tất cả những người mà chuyến đi đến đây đó, dùng sâu dùng xa đi đến đây quý vị, những đức khuyên quý vị nắm chắc câu Phật hiệu đi. Đi cuốc đất đi trồng rau gì cũng là sao phải không? Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, cuốc đất nha, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật đó. Rồi những người trưởng đoàn mà thấy họ mà không có máy nghe Pháp á, mua tặng cho họ luôn đi nếu có tiền. Kệ giúp cho họ đi quý vị. Còn riêng những đức là bữa 20 á, chiều 20 là những đức tặng quý vị mỗi người cái máy niệm Phật. À, chuẩn bị rồi đó. Mà cái máy niệm Phật này kỳ này nó có 3 bài Pháp trong đó. Quan trọng luôn. Rất quan trọng. Nhà mà có ông bà cha mẹ mà già đó cho nghe cái bài pháp đó được. Giống như là khai thị người lâm chung luôn rồi đó. À. Còn bản thân mình đi đâu mình nghe một chút mình cũng nghe nhân quả luôn. Có một bài pháp nhân quả cho bị nghe luôn, thông cái tâm vị trong lúc đó liền. Đó. Có 3 bài pháp nằm trong cái máy niệm Phật đó. Đó, thì riêng những đức là tặng cho mỗi người cái máy niệm Phật rồi đó. Bây hổm là đặt 20.000 cái đó. Nó đem về để mà mình tặng trong cái dịp lễ viếng Quan Âm Bồ Tát nè. Nên từ nơi đó là riêng quý vị là đi đến đây mình có chút định tiền mình đặt máy nghe Pháp mình tặng cho cha mẹ của mình quý vị. Còn nếu mà có tiền mua được chiếc máy nghe Pháp về đi đồng hay đi đâu cầm nghe đi. Nhưng Đức nói với quý vị nghe quý vị nghe bảo đảm 100% quý vị giải tỏa tâm tư liền. Giải tỏa tâm tư liền. À, tại vì chính bản thân những đức và nhiều Phật tử vui là từ nghe Pháp mà ra. Nó từ nghe Pháp mà ra nên những đức nói rằng nghèo khổ gì. Chỉ cần gặp được tịnh độ này cứ niệm Phật đi, quý vị niệm giết đi. Cái gốc khổ nó bứt luôn. Nhớ Phật thì hết khổ. Hiểu không? Nhớ Phật thì hết khổ.
Nắm chắc câu Phật hiệu nghe, đừng có nói rằng là khổ cái gì mà không niệm Phật. Càng khổ càng niệm Phật, càng bị chồng chửi chừng nào thì càng niệm Phật nhiều chừng nấy, càng nghèo càng niệm Phật. Nhớ nghe, càng bệnh càng niệm Phật. Đừng có bỏ câu Phật hiệu này. Tôi nói nè, tôi ngày xưa là hô nè. Bây giờ cũng còn hô nữa mà ít. Đúng không? Ít hô phải không? Hết đâu mà hết, mệt quá. Người ta nhờ cái hô này mà nổi tiếng. Đúng không? Đó. Mà rõ ràng từ từ đỡ nhiều lắm phải không quý vị? Nhiều quá. Mà nhìn mặt mày bây giờ cũng có được đúng không? Thấy chưa? Hoa hậu còn khen mà. Nên từ nơi đó tu viết sắc diện nó tốt rõ ràng mà. Vì thấy mà những đức mà bước lên mà giảng pháp, vì thấy những đức đi vô nó nói chứ thay đổi tướng tá hết trơn, giỡn đâu chậm. Ngày xưa thấy gớm đúng không? Bây giờ được rồi đó, nhờ cái gì? Niệm Phật. Mà niệm Phật viết rồi phước báo, làm được bao nhiêu việc, thấy chưa? Mà người ta lại tin tưởng nghe. Ngộ ghê, cái người niệm Phật người ta tin tưởng mới bị ô. Những đức nói vị đi đến cái ngôi chùa niệm Phật á, quý vị cứ chăng thật quý vị niệm Phật, chăng thật quý vị nghe pháp, chăng thật tu đi, cuộc đời quý vị sẽ có sự thay đổi cực kỳ lớn luôn. Thay đổi cực kỳ lớn luôn. Nhớ là sống trong cuộc đời này, từ hôm nay tuyệt đối không sống khổ nữa. Không có sống khổ nữa. Mình đã chịu bao nhiêu năm dại khờ, mình sống khổ rồi. Hôm nay dù người ta có đối đãi mình như thế nào cũng không khổ nữa. Khổ chi ạ? Nhớ nghe, phá thai ngày xưa, bây giờ mỗi lần mà ngồi mà buồn mà khóc nghĩ tới chuyện phá thai là tăng nghiệp, tiêu phước tăng nghiệp. Việc đó đã qua rồi, từ hôm nay lo niệm Phật đi. Lo cứ niệm Phật đi. Nhớ cứ lo niệm Phật. Có cái cô kia có nói rằng, thầy thầy, con cứ nghĩ cái chuyện phá thai, con nghe pháp con, bây giờ con biết cái tội lỗi phá thai của con. Con giết con đau khổ quá thầy ơi, bằng đêm con buồn quá, rồi bằng ngày buồn, bằng đêm buồn, bằng ngày bà buồn nên bằng đêm bà mới buồn. Nếu như bằng ngày bà lo niệm Phật thì bằng đêm bà đâu có buồn. Như vậy như thế nào mới là tiêu nghiệp? Chừng nào bà vui vẻ niệm Phật là nghiệp bà tiêu rồi đó. Vậy thì bây giờ con còn buồn là sao thầy? Là bà còn nghiệp. Nghiệp là cái gì? Buồn. Hết nghiệp là gì? Cười. Nên Như Đức nói ở đây mà đi vô đây mà ai cũng cười là Như Đức nói 4 ngày này mới bị tiêu nghiệp. Như vậy đó mà về nhà là nghiệp nó kéo lại đó. Phải không? Tại vì cái lực xã hội đông. Còn ở đây là cái lực tu mạnh. Nghe pháp nó nạp ầm ầm. Nạp ầm ầm mà nghiệp cũng chạy mắt dép. Chứ làm sao? Đúng không? Bây giờ nè, bây giờ mà mấy cô ngồi đây, mấy cô nghe nhà Đức giảng trực tiếp nè, mấy cô thấy phải là cái lực nó ầm ầm không? Nó rõ ràng luôn đó. Bây giờ muốn ngủ ngủ không được. Giảng cái này sao ngủ? Mà quen ngủ kỳ. Nó nãy mưa mà giảng tới hết mưa luôn. Nó chứ không thôi nãy là mình mà ngó ngay qua ngó lại là tiêu rồi đó, nghỉ giảng luôn có giỡn đâu chàng. Thấy không? Vậy mà kéo luôn tới bây giờ. Ai được thì được, còn ai không được thì tùy duyên. Chứ là nguyên một cái vàng này đông quá mà quý vị, đúng không? Nên những đức nói thôi kệ, nhìn đại cuộc đi. Nên con người chúng ta hãy nhìn đại cuộc, và chính bản thân chúng ta là đại cuộc. Bản thân mình hãy cố gắng đi, để đời này mình về cực lạc đi, thì những nhân viên ngồi ở đây mình sẽ kéo gì vậy hết trơn à. Kéo gì vậy hết trơn à. Nó bây giờ chúng ta phát cái tâm nào cho cực
cực kỳ mạnh. Mình mà mỗi lần mình buồn ai cái mình nói ê ê ê ê, mày nghe thầy giảng cho mày buồn. Mày nghe thầy giảng cho mày buồn hoài à? Buồn hoài. Mày buồn mày khổ chứ ai khổ? Cái mình nói lại, ừ đúng ha. Buồn mình khổ. Mình ghét con nhỏ đó, mình nhìn mặt đó là mình ghét liền. Bản thân mình khổ. Ghét chi không biết. Vậy mà sao gặp thấy ghét quá. Nó kỳ cục quý vị, gặp thấy ghét. Hiểu không? Nên những đức chỉ quý vị. Quý vị mà không vừa lòng ai khi đi tu chung á, bị canh. Canh cái gì? Canh chỗ nào mà nó ngồi thì nghe pháp, mình lại ngồi kế bên. Hiểu chưa? Để xong á, mình nghe pháp một chút cái mình lòn tay qua, nắm tay nó là nó hiểu rồi. Rồi xong nó hiểu, xong nó làm nè. Ban đầu nó ngại là mình lòn tay qua nắm nữa, nắm chút nó im gu là biết rồi. Hòa nhờ thầy làm trọng tài giùm giải hòa liền. Hiểu không? Còn hai vợ chồng mà đi nghe pháp mà buồn nghịch với nhau á, nghe pháp một chút nắm tay chồng, nghe không, chút là giải hòa. Không quý vị ơi, cái nghiệp của chúng ta là do cái tâm buồn mà ra đó, không vừa lòng không vừa ý mà ra đó quý vị. Thấy chưa? Do cái tâm không vừa lòng không vừa ý mà ra đó. Đó nên á, bây giờ mình muốn cầu siêu cho người thân mới làm sao? Bỏ cái tâm buồn đi. Hiểu không? Bỏ tâm buồn đi. Nè, bây giờ mỗi một người chúng ta sống trong cuộc đời này á, tính con người lúc này lúc khác. Bây giờ chúng ta mang tâm gì để sống với con người đây? Bây giờ như Đức hỏi quý vị nè, sống trong cuộc đời này sống với nhau là tâm lúc này lúc khác. Bây giờ mang tâm gì để sống với con người đây? Tâm vui đúng không? Tâm vui để sống với con người đúng không? Bây giờ tâm vui thì cũng được rồi, bây giờ chúng ta mang tâm giải thoát để sống với con người đó đi. Con người có lúc này lúc khác. Bữa nay người ta đến với mình ta nói gì, ngày mai người ta đến ta nói gì khác, đúng không? Chơi với bạn cũng vậy luôn, có khi bằng mặt không bằng lòng luôn. Có khi bữa nay nó nói với mình chị em, nhưng ngày mai nó sau lưng nó chọt mình tới, đúng không? Có không? Có mà. Rồi chồng mình á, nó hứa hẹn bao nhiêu lời hứa hẹn với mình, nó dù cho là mấy sông cũng lội mấy đèo anh cũng bay qua, nó hứa thì ghê đúng không? Bây giờ nhiều cô ở đây đã từng có chồng và lúc mà chưa cưới nhau phải bao nhiêu lời hứa hẹn, có hứa không? Có. Nhưng mà mấy bà thấy nó có phủ phàng không? Rồi phái nữ có phủ phàng không? Đó, có chứ. Vậy thì lòng người thay đổi, ta đem tâm gì để sống với người thay đổi đấy? Tâm giải thoát để sống, đúng không? Bây giờ nói tâm giải thoát nhiều người không hiểu. Giải là gì? Giải là hiểu cuộc đời này vô thường quá, bữa nay sống ngày mai chết không chừng. Cái tâm này phải giải hiểu được cái vô thường trong cuộc đời này. Thoát là không buồn giận người nữa. Giải là hiểu được vô thường cuộc đời, sống nay chết mai. Bữa nay gặp nhau ngày mai có chừng chết. Có khi mình đang ghét người đó vô cùng, nhưng ngày mai họ chết đi mình nói vậy nè: trời ơi, biết hởm đừng có ghét nó. Tao làm bộ ghét thôi chứ tao đâu có ghét thiệt đâu. Mà nay sao mày chết queo à? Phải chi mà mày sống lại đi tao thương. Không có nhiều người mình nghe quý vị, lúc còn sống với nhau thì lại tự nhiên ghét, rồi dặn lẫy. Mà khi người ta chết rồi lỡ ôm tay ôm chân người ta: anh đừng có chết anh, bây giờ anh sống đi em tha thứ cho anh. Cái gì em muốn tha thứ anh? Mình đang là chờ cái lúc người ta chết không mà mình mới tha thứ không à. Sao mình không mạnh dạn mình lỡ mình nói đi: thôi bây giờ em nghe thầy giảng rồi em tha thứ hết trơn á, thấy không? Rồi anh tha thứ hết trơn, tha thứ đi chứ đừng có đợi chết rồi mới cầu cho sống lại nó. Nên mang cái tâm hiểu biết để sống với nhau, rồi thoát là cái tâm không buồn giận để sống với nhau nó. Nếu quý vị mang được cái tâm này thì thôi cuộc đời nó đặc biệt gì đâu. Bây giờ tôi mà không mang cái tâm này sao tôi sống trong chùa này nổi? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè,
trong chùa này bây giờ nó có trở ngại không? Sao không có? Bây giờ khỏi nói đâu xa lạ, mấy bà già mấy bà cũng khó khăn rồi. Mấy bà làm đủ cách đó chứ. Bây giờ mỗi tuần cho đi dọn phòng, tuần này gầy một cái là hai tuần sạch bóng, mà chỉ cần hai tuần mà không nói tới là tuần thứ ba sách vỏ vỏ gì mà bà đem cái gì vô phòng, bọc chuối bơ bánh bà đem gì bà nhét nó, thấy không, đâu có đơn giản nó. Rồi thêm cái nữa, tâm phàm phu mà đi vô cái xào đồ, đồ người ta phơi vậy rút cái quần chừa cái áo lại, rồi bà kia mới đem cái áo đi mét, bà kia lấy quần con thầy phải xử, tao là tao tối ngày đi xử quần. Cái bữa đó ngại nhất luôn, bởi vì tôi nói nuôi người già không đơn giản. Trời ơi, đang tiếp một phái đoàn ở nước ngoài người ta gì, thấy cái bà già bà đi lại bà chống gậy, mà cái mặt bà đi bà làm nè, tức á, tức đi chống gậy đi tức. Biết cầm cái quần gì không? Cái quần nhỏ. Bà lợi, bà nói gì nè, thầy, thầy coi con nhỏ này nó xét cái quần con vậy mà bà đưa ngay cái mặt mới làm nè. Thấy kinh không? Thấy ghê chưa quý vị? Thấy kinh không? Thử thách thấy ghê thiệt. Cái này không đơn giản đâu quý vị. Đưa nguyên cái quần mà nó gách ngay cái đáy và đưa ngay cái mặt mình, mà mình nhìn xuyên qua bên kia. Thấy ghê thiệt. Thôi là trời, thấy ghê quá. Nó, quý vị thấy đơn giản không? Mà đông như vậy đó, một ngày giết mà xử còn hơn, giết còn hơn bao công xử án tối ngày. Vậy mà vẫn vui được là vì sao? Mang tâm giải thoát để sống. Vậy thì bị hỏi nhân đức, vậy là có khi nào thầy buồn không thầy? Có khi tức, nó tức mà giống như cái này chưa xong nó tới cái khác ập ập tới á. Tức, tức thì sao? Tức nước dở bờ chứ sao? La là một chặn, la ông sùm, la từ trên tới dưới, la láng hết luôn, la xong rồi về thở cái khì hết đó, được vậy đó quý vị, được vậy đó, chứ không phải là không la nghe. Bây giờ không la mà về nằm mà niệm Phật niệm cái vô nắm ức quá rồi, về niệm để làm nè, nó chưa có xả được quý vị. Mình nói cho bụng thôi, thôi mình kiếm chuyện mình la đại một cái đi cho phức cho nó xả hơn. Bắt đầu là la từ trên tới dưới, la nóc nái anh ương, la láng hết, nằm ngồi gì la hết, rồi xong hả hơn về niệm Phật mới vô. Nó thấy chưa, bị thấy phàm phu mình tu hành chưa? Đó là phương pháp đó. Có khi bực bội quá không có giỡn đâu, hiểu không? Nó thấy không, chứ không phải là nói mà không bực đâu quý vị ơi. Nếu những đức nói gì quý vị nói sao mình tu hoài mình vẫn còn bực thì quý vị thấy quý vị khó chịu lương tâm. Nhưng mà những đức nói bản thân những đức đó, quý vị thấy không, có khi còn bị ấm ức đó, tại vì nhiều chuyện nó dồn, nhất là việc này chưa xong mà đẩy việc khác, việc khác chưa không đẩy tứ tung lang tàn chịu không nổi, gọi là chưa tiêu hóa mà nó cứ tiếp tục nạp vô hoài, phình bụng đi, hiểu không? Ghê thiệt đó. Thấy cái cõi này chưa, cái cõi này là cái cõi cực kỳ khó tu, nên mới nói là một ngày một đêm tu cõi Ta Bà mà 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Bây giờ quý vị vô đây tu đây nè, không dễ đâu, nguyên một cái dàn chúng này không đơn giản đâu. Bây giờ một chút bắt đầu là tiếp tục, ban ra bắt đầu là không cả ngày nay, chiều nay mới giải thoát nè. Giải thoát là bước ra khỏi vị trí này. Không, nói thiệt quý vị biết á, những đứa nói thiệt nha, những đứa cũng thương mấy người phía trên này dữ lắm. Tại vì sao quý vị biết không?
họ cũng ủng hộ những đức mà họ không dám đi đâu. Cái này tôi nói với Tam Bảo 100% luôn. Nếu mà những đức đặt vào vai trò như họ, những đức mong ông thầy thương con một chút đi. Tại vì sao? Tự là sao? Con cũng ngồi đây suốt luôn, con mới được gì chứ đâu phải. Hiểu không? Nên từ nơi đó thôi quý vị ơi, trong cuộc đời này mỗi người nên cảm giác rằng là mình nên chấp nhận và nên tha thứ đi. Mọi cái nó đều có cái khó của nó, chứ không có dễ dàng vậy đâu quý vị. Thiệt luôn á. Thôi, thật sự mà nói, những đức thấy mà họ ủng hộ những đức để chia sẻ Phật Pháp, mà có khi hồi tối những đức thấy rõ ràng luôn, mới có 1:30. Nói thiệt tôi thấy rõ ràng, tôi thấy chạy dù dù 1:30. 1:30. Tôi kêu mấy chú thôi niệm Phật sớm sớm đi, thấy gì đâu mà ngồi sớm thấy ghê. Mới 2 giờ là thấy chánh điện muốn đầy. Vậy mà ngồi từ giờ đó mà cho tới 4:30, vì nghĩ cỡ nào chưa? Vì nói chuyện đơn giản hả? Nên mình nói chứ mang một cái tâm tha thứ và một cái tâm thông cảm đi quý vị. Thật sự mà nói, nên trong cuộc đời này thôi, tha thứ thông cảm hết. Không, những đức nó thật sự chứ, những đức tu viết à, cái tấm lòng những đức á nghe, thương con người nhiều lắm quý vị à. Thật sự luôn, mình thương con người nhiều dữ lắm. Tại vì mình hiểu à. Hiểu à. Nên đối với con nít gì mình thương dữ lắm. Thôi, tu hành là gì? Tha thứ. Nó chỉ có đúng mục tiêu. Tiêu nghiệp là gì? Tha thứ. Nhớ nghe, tu hành là gì? Tha thứ. Tiêu nghiệp là gì? Tha thứ. Làm đi, cứ nhắm mục tiêu đi. Bây giờ nguyên một bài giảng này giảng quá trời nhiều luôn, cô động lại. Tu hành là gì? Tha thứ. Tiêu nghiệp là gì? Tha thứ. Tha thứ hết đi. Bây giờ đối xử cỡ nào cũng tha thứ đi, là nghiệp tiêu rồi. À, tất cả chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, chính bản thân mình nếu mà gầy dựng tín nguyện kiên cố thì đời này của mình cũng được độ. Vậy thì đời mình mà tín nguyện niệm Phật được độ, vậy thì tất cả thân bằng quyến thuộc của mình, họ đi theo mình thì họ nghe pháp môn tịnh độ này thì chắc chắn họ cũng được độ. Đúng không? Bây giờ thí dụ như giờ mình lỡ mang nghiệp phá thai, lúc trước mình không hiểu đi. Có những người phá thai cái 2-3 lần là giết 2-3 lần người. Thấy không? Vậy thì người ta theo mình suốt luôn. Nhưng cái câu chuyện mà Ngộ Đạt Quốc Sư mà giết làm chịu thốn đi theo suốt luôn 10 đời. Vậy thì giờ mình mang nghiệp phá thai, người ta cũng theo mình à? Nếu như mình mà đi vô chùa thì người ta cũng đi vô chùa. Mình đi mua sắm thì người ta đi theo mua sắm. Mình đi chơi thì người ta theo đi chơi. Nghĩa là mình đi đâu người ta đi theo đó. Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế người nói rằng mỗi người chúng ta quan gia trái chủ đi theo mình gần nửa đoạn đường. Vì thì nguyên một cái dàn người ngồi ở đây chắc quan gia trái chủ chắc ra tới thành phố đầy đến mức vậy luôn. Thì từ nơi đó mà giờ họ cũng hướng về chùa chiền họ tu. Nhưng mà chư hương linh có thể họ đeo bám nhiều. Thì bây giờ mình nghe pháp họ cũng nghe pháp. Mà pháp môn tịnh độ này độ người sống, độ người chết, tiện tu. Thí dụ chư hương linh bây giờ người ta nghe mình giảng pháp thì người ta nghe câu được câu mắt, nhưng mà mình khuyên niệm Phật không người ta nghe được. Nhưng mà nhờ Phật lực gia trì phóng quang giúp thọ nên người ta có thể thần thức tỉnh táo, người ta nghe được. Thì nhớ cái pháp hội tịnh độ á, cái pháp hội tịnh độ nó có một cái sự gia trì lớn dữ lắm quý vị. Mà khi mà mình đi đến đây mà trong dịp mưa này mà mưa gió gì cũng là gia trì. Gia trì coi cái tâm mình sao, chịu khó chịu khổ mà vẫn ngồi tu hành,
Có khi mưa gió chạy đó chạy lui mà thấy cũng vui, thấy gia trì rõ ràng rồi, nghe không? Mưa gió chạy tới chạy lui mà cũng vui là do gì? Có sự gia trì mà được vui vậy. Nếu như mà không có sự gia trì sao vui? Con người chúng ta, quý vị thấy không, đụng cái là mình bực bội khó chịu liền. Vì mà đi đến đây ngủ chật chội, cơm hồi sáng nấu quá trời luôn mà thiếu. Nhờ chúng ta có mấy điểm chùa bên đây thiếu thì bên kia phải đưa qua kết hợp với nhau, chứ nếu không làm nổi quý vị. Quá trời người ta mà chiều nay đông thêm nữa, xe đến quá trời luôn rồi, chiều chiều người ta lỡ nữa lại Quán Âm đó. Nên từ nơi đó mà quý vị có số lượng người đông gì thì quý vị nghĩ cái người ở trong chùa mà làm việc họ làm dữ lắm, họ cực dữ lắm quý vị. Mà mình bây giờ quý vị coi, mình chỉ ngồi rồi mình đi tới đi lui một chút, nhưng mà người trong chùa quý vị coi, họ quét dọn, họ bưng bê, họ làm đủ chuyện, họ gặp mưa gió này nữa. Mà cái tâm mình vẫn an lạc là rõ ràng là có sự gia trì nó mới an lạc, đúng không? À, nó không có sự gia trì đó thì sao mà mình được an lạc đây? Phiền não liền. Mà nhờ có sự gia trì nên mới phát tâm, chứ không có sự gia trì sao mình phát tâm Bồ Tát Đạo? Có một người phàm phu mà sao mà phát tâm Bồ Tát Đạo được? Phải có sự gia trì của Bồ Tát mình phát tâm Bồ Tát Đạo. Mình làm mà mình không có cái chi cầu vật chất, đó là phát tâm Bồ Tát Đạo. Nên từ nơi đó mà mình đi đến một cái pháp hội niệm Phật gì là thù thắng lắm, cực kỳ thù thắng luôn. Nên mình ở trong cái pháp hội này, mỗi một con người mình phải phát một cái tâm nguyện là đời này con phải chọn chỗ đi về tốt đẹp. Chỗ đi về tốt đẹp nhất là chỗ nào? Thế giới Cực Lạc là điểm đặc biệt nhất. 100% thế giới Cực Lạc không bao giờ có mưa gió thất thường, chắc chắn luôn. Nó cũng không có cái việc mà gọi là hơn thua đấu đá. Rồi con người nó cũng là không già, không bệnh, không chết. Về tới thế giới Cực Lạc chúng ta mới chấm dứt sự khổ đau của vô lượng kiếp. Còn ở cõi này là còn khổ đau. Nếu cõi này mà mình không khổ đau làm sao mình tu? Khỏe quá mình không tu đâu quý vị à. Nó nói là giàu sang khó học đạo, sung sướng quá cũng không tu, mà khổ quá cũng không tu được. Nó quá khổ sao tu? Lo cơm ăn áo bận không chứ thời gian đâu mà đi tu. Nên từ nơi đó mà những vị trưởng đoàn đồ này kia mà phát động chương trình mà dẫn ta đi tu. Nhưng Đức nói cái này là quý vị tạo điều kiện hay dữ lắm. Mà khi người ta đi được một lần, người ta có cảm giác từ đó vì sao người ta tập đi chùa luôn. Cứ khi một chuyến đi này của người ta luôn mà người ta có thể có sự thay đổi lớn lắm trong cuộc đời người ta. Có sự chấn động về nội tâm, cái sự nhiếp thọ, cái tâm tư người ta mà có sự chuyển nghiệp. Người ta nhìn ra được là Phật Pháp hay. Đông người như vậy mà cuộc sống vẫn ổn định. Người đông gì mà ngồi răm rớp, ai cũng ngồi nghe Pháp. Quý vị thấy không, một cái chỗ ăn uống gì có vài ba người đâu mà nó la sùm, chịu không nổi. Có một bàn rượu mấy người đâu mà nó nhậu xong nó còn đập bàn. Còn người ta vô chùa đông gì chứ có ai đập đồ đâu. Thấy rõ chưa? Đó. Nên mỗi một con người mình đi về đây, dù mình đi chùa lần đầu tiên, mình hãy quan sát đi. Mình dùng cái sự tư duy mình để nhìn nhận đi, rồi mình thấy Phật Pháp nó hay. Phật Pháp nó hay, cực kỳ hay luôn. Những Đức nói bây giờ quý vị, dù quý vị nghe bao nhiêu bài hát hay đi chăng nữa, nhưng mà nó không thể nào bằng cái lý luận của Phật Pháp được. Vì cái lý luận Phật Pháp nó giúp quý vị an định cái tâm lại và an trú vào một cái điểm để mà giải thoát. Hiểu chưa? Đó. Nên từ nơi đó mà sự thành công của chúng ta là ngay chỗ phương pháp tu và thuyết pháp. Nên chùa mình á, nó làm cho người ta đi đến đây mà thích. Nhưng mình bây giờ nhiều Phật tử quen đã thấy rõ ràng từng chủ nhật nào, thứ bảy nào cũng đến, nhưng mà có chán đâu, không bao giờ chán à. Để thấy không, bây giờ những Đức nói nghe, quý vị có một người vợ rất đẹp quý vị cũng sẽ chán, quý vị có một người chồng rất đẹp quý vị cũng chán. Nhưng mà lạ thay, khi quý vị mà tiếp nhận Phật Pháp là quý vị 100% không bao giờ chán. Mà nhất là Pháp Môn Tịnh Độ này nè, không bao giờ chán luôn, càng tu càng thích, càng niệm Phật càng thích à, không có chán. Nhưng mà cái người tu nhiều môn là bỏ cuộc nghe. À, cái người tu nhiều môn là do gì? Họ không có an trú một chỗ rõ ràng, nên họ nó bồng bềnh, nó hiểu không? Nó bồng bềnh. Nên mình nghe ai mà nói biết nhiều quá là mình sợ lắm. Nói mà Phật Pháp nói tôi biết quá nhiều luôn là sợ lắm. Một là biết quá nhiều thì phải buông xuống hết để niệm Phật thì mới được.
là nghĩa là biết quá nhiều nhưng mà không làm được chỗ nào, thôi mình chuyên niệm Phật, hiểu không? Đó thì được. Nhưng nếu nói biết quá nhiều luôn mà không hành trì thì chắc chắn là bồng bềnh. Nó, chúng ta thành công được là do gì? Có một tiêu chuẩn xác. Niệm Phật là có một tiêu chuẩn xác. Nên quý vị về đây nhớ nè, mỗi một người chúng ta đều có thăng bằng quyến thuộc, rồi quan gia trái chủ đi theo, rồi những người mang nghiệp phá thai nữa. Nên chúng ta mỗi ngày cần phải nghe Pháp, mỗi ngày cần phải niệm Phật, đi đứng nằm ngồi phải niệm Phật. Mỗi ngày đang niệm Phật là mỗi ngày đang cầu siêu cho mình và cầu siêu cho thăng bằng quyến thuộc của mình. Vì niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Bây giờ quý vị mình chỉ cần niệm một câu Phật hiệu thôi là phước sanh vô lượng rồi. Bây giờ bao nhiêu con người chúng ta muốn đi tu phước tu duyên chỗ này chỗ nọ, quên mất tiêu câu Phật hiệu là phước sanh vô lượng. Câu Phật hiệu là phước sanh vô lượng quý vị à. Quý vị biết rằng là cái nơi gì mà với cái số lượng người này mà ngồi niệm Phật hoặc là tối nay lại Quan Âm đó nghe, thì biết rằng cái từ trường này nó không đơn giản chút nào đâu. Mọi vị ngồi ở trong cái từ trường này mà nó tiếp nhận mà nó sanh tâm quan hỷ, nó không đơn giản. Với cái số lượng người này mà cái hơi người này mà quý vị ngồi trong đây mà quý vị vẫn thoải mái được là không đơn giản đâu. Không đơn giản chút nào hết chứ. Không thể nào ai mà tự nhiên đi vào trong đây mà ngồi ở trong đây như vậy chứ, nói thiệt luôn á. Ai mà tự nhiên đi tập trung người ngồi đông như vậy, ngồi đông như vậy mà như Đức nói mà nếu mà hát một tiếng đồng hồ vì chịu không nổi. Lạ kỳ nhưng mà nghe Pháp một tiếng rưỡi là nổi. Cái này là tại vì bao nhiêu chương trình của chùa mình như Đức đã kinh nghiệm rồi. Lạ tay người ta ăn chú làm sao á. Đó, quý vị biết rằng không? Khi mà quan gia trái chủ của mình và hưng linh vì nghiệp phá thai thôi, họ mà nghe cái đề học này thôi là họ nung đúc tinh thần, quý vị phải nghe. Tại vì bản thân của họ mong rằng mình cầu siêu cho họ nè. Sự khổ đau vô cùng họ mong mình phải cầu siêu cho họ. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người đi về đây, ngồi đâu đứng đâu, hay là ngồi nghe Pháp cũng nhớ Phật là niệm liền. Có Phật hiệu bắt đầu niệm lên liền, đề xướng liền. Có Phật hiệu. Ví dụ như giờ mình đang ngồi mình nghe Pháp mà mình cảm thấy hơi mệt mỏi chút đúng không? Vừa niệm Phật nó gục gạt mà nó vừa làm cho mình tỉnh để nghe Pháp, thấy không? Ví dụ như mình ngồi im gu giường chút, nhiều khi mắt mình làm nè, bắt đầu nó nghe không được nghe, nhưng mà mình có cách liền. Nó giống như là nó chấp nhận cái lời giảng ông thầy, nhưng mà thật sự mình gục gạt mình niệm Phật đó. Cái cách thấy chưa, rõ ràng không? Phương pháp rất là hay luôn. Mấy vị biết rằng là khi mà người ta thuyết pháp hay là người ta hát gì mà mình ngồi mình là người ta hứng lắm quý vị. Người ta sẽ hát đồ dữ lắm quý vị ơi. Nó như ca sĩ người ta về chùa mình á, người ta thích quá trời. Người ta thích kinh khủng luôn. Người ta thích làm sao á? Tại vì cái dàn Phật tử của mình được rèn luyện mà gọi là cao thủ vỗ tay quý vị. Cái thuyết pháp và cái hát ca mà vỗ tay là người ta hát dữ lắm, người ta thiết dữ lắm. Hồi sớm ca sĩ người ta nói rõ ràng mà. Chứ nhiều nơi mà người ta đi đến vùng quê rồi người ta đâu có biết. Người ta hát với họ ngồi, họ nhìn vậy đó. Họ không biết vỗ tay. Nhưng mà chùa mình là do rèn được cái tâm tỳ hỷ nên nó vỗ tay dữ lắm. Không đơn giản. Nên bởi vì ca sĩ nào đến chùa mình là dính ca sĩ nấy. Hồi chiều họ xin ở lại hát. Xin ở lại hát nhưng mà mình nói rằng thôi, một là quá chặt quá đông, còn hai là mình sợ chỗ ở chặt chội cho người ta kỳ. Nên thôi, với một nữa chiều nay tối hôm nay mình lại qua Bồ Tát mà chờ mưa gió gì thôi mình thuyết pháp mình niệm Phật đi. Để mình cầu Phật Di Đà tối nay lễ lại Quan Âm đừng có mưa ở ngoài. Để cho bình yên mình lại Quan Âm, hiểu không? Đó. Nên thôi mấy anh hát vậy đi, thà mình đến nhau từ từ mà lâu dài. Cái gì mà đến gốc quá nguy hiểm đó quý vị không? Hiểu không? Cái tình thương giữa những đức với quý vị nó đến nhau bao nhiêu năm nay nó mới được gì nè.
Có những người mà bây giờ người ta mới đi đến đây với thật sự ở nhà ta nghe pháp lâu dữ lắm rồi, nó mới đặc biệt gì nè, chứ mà đừng có gấp quá. Đến cái nhà mà gấp quá nó quá háo hức, nhanh quá là nó sẽ bỏ cuộc mau. Thà mình để lâu dài ngon hơn. Lâu dài đặc biệt mà, chơi sao mà chơi lâu dài mới ngon đó. Đó nên chúng ta bây giờ phát nguyện là cả đời của mình niệm Phật, thấy không? À, cả đời của mình chơi chung niệm Phật, đúng không? Không, đặc biệt nhất đó. Thật sự mà nói, mỗi người chúng ta nên chọn một chỗ đi về tốt đẹp, thế giới cực lạc. Nên chọn chỗ đi về thế giới cực lạc là nơi tốt đẹp nhất. Và tất cả những người lớn tuổi nên nhìn nhận những điểm này mà đến ở tù, để mình chọn chỗ đi về tốt đẹp. Trời ơi, cuộc đời con người mà sống cái cuộc đời này rồi chúng ta mất đi, rồi chúng ta không biết đi về đâu, đây mới là cái thê thảm nhất của cuộc đời chúng ta này. Nên quý vị thấy á, bây hổm tới giờ nghe cái chương trình lễ này nó lạ nhất luôn. Những đứa chịu nửa tháng giờ là giống như ăn không ngon ngủ không yên, bị cái gì đâu. Lại bị biết gì sao? Dù mưa gió nè, cái tâm những đứa nó cứ là nó nghĩ rằng cái chuyến lễ này, một là đông, hai là cái mùa mưa này nó không đơn giản chút nào, nó khó tổ chức lắm quý vị ơi. Mà ban tổ chức mình phải cực, nào là trải mền, trải chiếu, rồi trải mũ, rồi kéo ra kéo vào, rồi mình cào nước tùm lum. Nên cái chuyến này bên đây mình có một ngày mà Đại Tùng Lâm hai ngày là vì sao? Vì cái nhà văn hóa Đại Tùng Lâm nó bự gấp 4 lần cái chánh điện này nè. Sáng mai là mình qua bên Đại Tùng Lâm á, là cái nhà văn hóa đó đó, là nó to gấp 4 lần cái chánh điện này đó, nó bự vậy đó. Mà thêm là mà để ba cái máy chiếu nó ngang qua luôn, để trong nhà luôn khỏi càng sợ mưa. Nó qua bên đó 2 ngày rồi tối lại là lại cái nhà ton, cũng là ở trong luôn, mình yên tâm 2 ngày. Rồi ngày Chủ nhật là ngày kết thúc, là mình ở bên hộ pháp kết thúc tùy duyên luôn. Chứ sao bây giờ? Hiểu không? Đó, nên mỗi một con người mình quý vị đi về đây một lần là dự đức nó 100% quý vị sẽ ấn tượng. Ấn tượng nhớ hoài luôn, cả đời quý vị luôn á. Nên những vị mà trưởng đoàn mà dẫn đi là dự đức nó xứng đáng dữ lắm. Trưởng đoàn á, quý vị gieo cho người ta cái nhân duyên, quý vị cho người ta cái cơ hội nhìn ra được một cái nơi ở như vậy mà lại nuôi bao nhiêu người già. Có cái ông đó nghe, ổng là hình như là ổng làm cái bệnh viện lớn dữ lắm, trưởng khoa bệnh viện gì lớn lắm. Vậy mà ổng đến đây, ổng cầm chiếc điện thoại mà ổng quay cái nơi này, ổng nói quý vị, quý vị coi nè, cái nơi mà nuôi người già mà quý vị coi cái nơi nè, cái nơi gì đâu mà còn hơn là bệnh viện lớn nữa. Nhìn cái hoàn cảnh dữ dằn quá, trời trời, coi thang máy kìa, ông vô thang máy, ông bấm lên nó, coi thang máy nè, thang máy chạy dù dù. Nó, ông nói mà vậy mà ông quen đoạn ngắn thôi, ông đưa lên mấy triệu người coi. Thì bị biết rằng là cái hoàn cảnh này là cái nơi mà người già ở là thôi đặc biệt quá. Mà bây giờ bị coi cái hoàn cảnh này mà được gì là nhờ ơn ai xây ra? Hòa Thượng xây dựng. Bây giờ bị coi những đứa có thuyết pháp hay cỡ nào hay, nhưng mà nếu giờ này mà đang ngồi ở ngoài sân thiết nổi không? Thầy trò lo mà chạy, ông bà xách quần xách áo chạy, mưa gió cái này ngồi gì? Nhưng đứa cũng lo mà xách y chạy. Hiểu không? Mưa gió kiểu này ông thầy ông nói thôi chào quý Phật tử, thầy chạy trước nghe mưa. Ôi ông quý Phật chào Phật tử thì chạy dữ lắm nghe, chứ không giỡn đâu. Nó nên ở hai bên lan can có bắt đèn nhưng mà thấy tối quá ta. Hay ở ngoài đó tối hùi mưa à, có bắt đèn chứ không biết nữa. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là nó chưa bắt đèn, thấy chưa, đứng tôi nhìn không, nó bắt đèn sáng rồi đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta quý vị ở đây mà ngồi chung gì giống như tình thương mến thương vậy đó.
mà biết ở nơi đây rồi là quý vị dù cho bây giờ chưa đi vô chùa tu liền, nhưng mà sau này quý vị có cơ hội à, cỡ nào có cơ hội chứ nghe. Những đức nó thật sự, những đức sống tới ngày nào ở đây là quý vị đều là lúc nào quý vị cũng vô chùa, quý vị được là cơ hội đặc biệt. Tại vì hòa thượng thì ngày xây chùa mà ngày lớn tuổi rồi, bây giờ tới đời đệ tử để lo, mà những đức lại có cái tâm thích nuôi con người ta nghe. Những đức phái lo cho người ta, vì mình biết rằng mình lo cho con người là thù thắng nhất à, vì con người sẽ làm Phật. Mình lo con người là thù thắng nhất à. Những đức nói với mấy anh em trong chùa, những đức nói nhiệt tình mà lo cho con người ta đi, hết lòng hết dạ đi, đừng có sợ cực. Lo cho con người là việc thù thắng nhất trong cuộc đời của người chúng ta mà được làm đó. Bây giờ mình có kiếm tiền nhiều cỡ nào đi chăng nữa, cuối cùng mà chúng ta có cầm theo được đâu. Nên chúng ta bây giờ có cơ hội mà thập phương bá tính, người ta đem vật chất người ta đưa cho mình, đây là cơ hội để mình tu phước tu duyên lại. Quá hay rồi, của thiên trả địa. Hiểu không? Phải làm chứ. Nó hồi nãy có nhiều cô nói, dạ thưa thầy, con đặt đèn để mà con cúng dường cho chùa. Nhiều người đặt đèn quá, đèn để đâu? Ví dụ như quý vị đặt thì quý vị cúng dường chùa nào thì được. Nhưng mà nếu quý vị đặt mà đem cúng chùa này không thì để đâu? Không lẽ như đứa đem vô phòng nha đức? Không mà như đứa con dám đâu quý vị. Cái đèn người ta giảm 50%, nhưng mà nó cũng còn 20 triệu. Nên từ nơi đó mà tôi không có dám để trong phòng tôi. Ví dụ như chánh điện thì ví dụ như giỏi lắm, đại điện trên điện dưới hai cái, rồi chùa hộ pháp trên dưới hai cái, đúng không? Rồi nhà văn hóa giỏi lắm chừng bộ nữa, rồi là cũng hết rồi. Nên từ nơi đó những đức nói, nếu quý vị như muốn cúng dường, ví dụ như các chùa nào không có, mình thấy mình biết chùa quê, rồi chùa nhà của mình, rồi quý vị cúng cho chùa khác đi thì được. Hoặc là nhà mình á có cái bàn thờ, rồi mình có một bộ đèn này nữa cho cái nơi thờ cúng mình long trọng chút thì cũng được. Chứ quý vị mà cúng, quý vị mà mua mà đem vô đây không, tôi để đâu trời, phải hỏi cho kỹ tôi nghe. Còn cúng đem đi đâu thì cái chuyện đó của quý vị không sao chứ nghe, nó rõ ràng đó. Nó còn nếu không á, cứ bỏ thùng tam bảo tôi làm Phật sự đi, nó ý nghĩa quá trời, hiểu không? Cái này những đức nói nó căng bằng dữ lắm quý vị, chứ mình không có đụng vào cái việc của ai chứ nghe. Những đức nói rõ ràng chứ giờ mà đem về đây nhiều quá để không ổn quá, thấy không? Nên chùa mình thì có vậy thôi, cần vì đem cúng chùa nào thì cũng được chứ nghe, hoặc đem về nhà để bằng thờ chùa mình, nhà mình cũng đẹp, hiểu không? Đó nên lay quay những đức kiến thị nè, rồi những đức ở đây việc nhìn đi, những đức làm bao nhiêu việc đó cũng là dùng tiền không chứ giỡn đâu chàng, hiểu không? Đó. Đó. Hồi sớm có nhiều cô, những đứa ở trên phòng chứ anh chạy lên chảnh cúng giường, những đứa nói thôi ở đây cho những đứa nghỉ ngơi một chút, để 4 ngày này những đứa giảng pháp và lại Quan Âm. Những đứa mà tránh luôn hết luôn là do gì sao? Trước nhất là lo cái chuyện 4 ngày này nè quý vị, lo cái chuyện 4 ngày này phải làm sao mà làm được nè, mà cái tiếng này vẫn còn ngon gì nè. 4 ngày mà tiếng vẫn còn ngon gì nè quý vị. Còn nếu như những đức mà bước ra mà tiếp Phật tử suốt luôn là coi chừng mất tiếng á. Lạ lắm. Hà mình giảng pháp mình nghỉ ngơi đi vậy mà mình có tâm lực mình giảng pháp hoài. Còn nếu như á mà mình mà kiểu mà mình mà ngồi tiếp này kia là giảng pháp không có nổi. Nên từ nơi đó mà những đức cứ duy trì vậy đó. Có nhiều Phật tử ở xa ta nói rằng là con muốn gặp thầy này kia. Bây giờ chúng ta tu xong 4 ngày đều tính. Tu xong 4 ngày đi rồi tính. 4 ngày xong mà 21 rồi tính sao? Nghe không? Nó mưa thế chưa? Mưa dữ quá. Bây giờ quý vị mà ngồi ở đây quý vị thấy hạnh phúc ghê chưa? Thôi chịu khó nghe, ngày mai bắt đầu là nhà văn hóa khỏi lo. Nè. Bây giờ Phật tử chạy dù dù biết chạy đâu luôn. Quá đông rồi quý vị ơi. Nên cái mùa mưa gì nè mà mình mà tổ chức là không đơn giản đâu quý vị. Đám mưa lớn nữa không đó. Nên mỗi một người chúng ta cứ
chân thật ngồi niệm Phật đi quý vị, cứ ngồi nhếch môi niệm Phật đồ đi, bình thường. Kệ, mỗi một con người người ta là tự nhiên á, người ta sẽ biết chỗ chánh ở đâu à. Yên tâm đi, con người mà, nghĩa là mình chạy qua bên kia cũng được, mình lên trên cái lầu 2 trên đó cũng được, thấy không? Nhưng mà nghe Pháp thì đứng ở trong cũng được, nó chịu khó quý vị. À, đừng có vô đông quá, vô đông quá chút dựng dính cứ ngắt nhau chân. Quá là đông mà còn gì nữa, ở đây cũng đã chặt cứng rồi còn gì nữa, đúng không quý vị? Đó. Nên quý vị biết rằng đó, tại sao mà nửa tháng chờ mà cái tâm những đức nó cứ lo mấy cái này nè. Năm nay là những đức nghĩ tới nhiều nhất luôn quý vị. Nó cứ nghĩ cái việc mà mưa gió này nè. Nguyên nửa tháng nay á, hồi tối ngủ không được luôn. À, sao kỳ cục vậy đó. Tại vì chắc người ta về đông mà nhiều cái gì đâu á, mình phải nghĩ tới. Đó nên á, ở trong cái cõi này mình tu chứ thật sự mà nói á, mình lo nhiều thứ lắm quý vị ơi. Nhất là mà những cái mình tổ chức chương trình gì nè. Trời ơi, mình đứng mình tổ chức mà. Nó mà thời tiết lúc này mưa gió suốt à. Nên ở cõi này á, mà chúng ta muốn bình an hoài không có được. Nên những đức có nói là về cực lạc là nơi bình an nhất. Về cực lạc là bình an nhất. Nó đâu có mưa gió thất thường đâu. Còn ở cõi này là phải chịu thất thường à. Lúc gì lúc khác à. Thấy không? À, nhưng mà mỗi một con người về đây á, người ta đều thông cái tâm người ta. Thấy không? Hiểu mà. Vậy mà có một lần quý vị nhớ không? Có một lần mà lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mà 4 ngày á, trước đó một ngày mưa quá trời mưa luôn. Như vậy mà vô lễ viếng Quán Thế Âm là 4 ngày không mưa luôn. Có phải không? Nhưng mà lần này có chừng mưa 4 ngày á. Vì sao biết không? Nếu mà vậy hoài mình gái, mình xạo á, ỷ lại liền tao, thấy không? Tưởng đâu mình ngon quá biết chưa? Nó nên Phật Bồ Tát đâu có để cho mình kiêu ngạo đâu, nó nên phải để cho mình te tua, hiểu chưa? Nên mình làm cái gì rồi tự nhiên mình cũng nói thòng, chứ mình không có dám cái gì cũng à. Yên tâm đi, không sao đâu. Có sao rồi sao? Trong cái cõi này mà làm gì lúc nào cũng không sao, hiểu không? Đó, nên mỗi một người mình á, mình nghe Pháp, mình tu trong cái cõi này á, cái tâm kiên định của mình nó quan trọng lắm quý vị. Cái sự kiên định mà để mà mình tu tập nó quan trọng lắm. Nó ví dụ như mình đi đến đây gì nghe, khi mà mình ở nhà mình là mình phải siêng tu. Hai cái thờ tu đó cực kỳ quan trọng. Hai cái thờ tu cực kỳ quan trọng luôn. Tại vì sao? Vì con người chúng ta đang khỏe, về mà cơn vô thường nó đến bất tử mình không biết đâu. Muốn đến nó đến à. Tại sao những đức có thường nhắc câu này hoài? Vì những đức ở trong chùa đức thấy rõ ràng, người mà mắc á, đủ thứ cái dạng người mắc á chứ à, đủ thứ cái dạng người mắc á chứ. Khi trẻ những đức gì có khi sống gì ngày mai không biết nó sống hay không. Muốn chết là chết à. Như hồi sáng như đứa kể câu chuyện cái ông 45 tuổi, ông giàu đó, ngủ một đêm chết queo. Như cái bà kia đi đến chùa hay không, tự nhiên đi đến chùa cái trọng nhà chết queo. Thấy chưa? Ở cõi này là cõi vô thường mà. Nên mỗi một con người mình hãy trân quý những thời gian mà mình đang niệm Phật được. Nghĩa là như cái tâm mình lúc nào nó cũng nghiêng về Tây Phương Cực Lạc hết. Ví dụ như giờ những đức chia sẻ Phật Pháp gì nè, mà bây giờ những đức nghỉ bên ngoài mà mưa những đức thiết quá được. Thôi kệ đi. Chứ bây giờ mình nhìn ra ngoài đó, mình nghỉ ngoài đó là mình giảng quá được. Nên bây giờ thôi cái chuyện mình làm mình cứ làm đi. Chứ làm sao bây giờ quý vị? Bây giờ mà nghĩ cái chuyện mà mưa bên ngoài Phật tử sao là sao thiết đây. Nên từ nơi đó thôi mình nhiếp tâm, mình lo cái chuyện mình đây. Giống như cái chuyện niệm Phật đi đó, cái việc niệm Phật mình niệm thì mình giảng sanh, người ta không niệm thì thôi.
bản thân mình, mỗi người mình phải lo tu. Nói dòng do chứ á, mỗi người mình phải lo tu à. Dù giàu sang, có tiền bạc, có địa vị cỡ nào cỡ, nhưng mà mình phải lo tu à quý vị ơi. Đó, tại ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng à. Bản thân chúng ta trong cái cõi này là nó vô thường bất tự. Vợ tu thì lợi của vợ, mà chồng tu thì lợi ích của chồng. Còn không tu gán chịu. Khi cơn vô thường đến bất tử là tự chịu à. Nên mỗi một con người mình bây giờ là mình phải siêng năng, mình tu tập. Tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.